Rồi, ngày hôm qua chúng ta đã được học bảng đơn vị đo thời gian đúng chưa? Hôm nay cô và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu vào lần lượt các phép tính đối với số đo thời gian. Và hôm nay cô và các bạn sẽ cùng đi vào phép tính đầu tiên, đó là cộng số đo thời gian. À vậy thì để cộng số đo thời gian chúng ta sẽ làm như thế nào? Trước tiên, trước khi vào bài mới thì chúng ta đi qua cái phần khởi động. Trong cái phần khởi động này thì cô sẽ và các bạn sẽ đi ôn lại cái bài đo thời gian ngày hôm qua. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh vào năm 1890, tức là sinh vào thế kỷ nào? Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh vào năm 1890, tức là vào thế kỷ nào? À, các bạn hãy sử dụng bảng con của mình và ghi đáp án cho cô nhé. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh vào năm 1890, tức là sinh vào thế kỷ nào? A. Thế kỷ 18, B. Thế kỷ 19, C. Thế kỷ 20. Nào, hãy ghi đáp án của mình đi nào. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh năm 1890, tức là sinh vào thế kỷ nào? Rồi, các bạn giơ bảng con của mình lên, cô xem đáp án của các bạn là gì nào. À, hầu như là các bạn đều dễ chọn cái thế kỷ 19. À, vậy thì hôm qua rồi, các bạn bỏ cả bảng con xuống, cảm ơn các bạn. Hôm qua chúng ta đã học rồi đúng chưa? À, cách mà để xác định thế kỷ là gì? Chúng ta sẽ xác định hai cái số cuối đúng chưa? Chúng ta thấy số 90 nó lớn hơn 0. À, vậy thì chúng ta sẽ lấy đường trước cộng với 1, tức là lấy 18 cộng 1 và là ra thế kỷ 10. 19, vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án B. Câu số 2, viết số thích hợp vào chỗ chấm 2,5 giờ bằng bao nhiêu phút? Nào. À, đáp án của các bạn là 150 phút. Rồi chúng ta bỏ xuống đi nào. Cô và các bạn sẽ cùng nhau đi kiểm tra nhé. 2 giờ đúng không? À, 2 giờ, 1 giờ thì bằng 60 phút đúng chưa? 2,5 giờ, vậy chúng ta sẽ tính gì? 2,5 nhân với 6, 60 đúng chưa? Cách thứ nhất, cách thứ hai là gì? Chúng ta thấy 2 giờ, 1 giờ là 60 phút thì 2 giờ là 120 phút cộng thêm 0,5 giờ nữa, tức là 30 phút nữa, vậy tổng cộng là 150. Rồi chúng ta đi qua câu thứ 3. 18 tháng thì bằng bao nhiêu năm? À, bạn Phúc Lộc và bạn Anh Tài. Rồi, kết quả của các bạn đúng rồi đấy. À, rồi, Bích Trâm đúng rồi. À, được rồi, các bạn bảo bạn con xuống đi. Ở đây 18 tháng là bằng bao nhiêu năm đúng chưa? Chúng ta thấy 1 năm, 1 năm là có bao nhiêu tháng? 1 năm là có 12 tháng đúng chưa? À, vậy ở đây 18 tháng còn dư 6 tháng nữa. 6 tháng tức là nửa năm, vậy là 1 năm rưỡi, hay nói cách khác là 1,5 năm. Rồi, vậy là chúng ta vừa trải qua cái phần khởi động. Giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài mới của ngày hôm nay. Rồi các bạn nhờ vở ra ghi đề mục vào đề bài đi nào. Và trong vở của mình đi nào. Cộng số đo thời gian. Các bạn ghi đề mục của bài ngày hôm nay vào trong vở đi. Toán cộng số đo thời gian. Rồi, cô có cái ví dụ như sau. Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3 giờ 15 phút, rồi đi tiếp đến Vinh hết 2 giờ 35 phút. Hỏi ô tô đã đi cả quãng đường từ Hà Nội đến Vinh hết bao nhiêu thời gian? Cô mời bạn Hà My đọc lại đề bài. À, một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3 giờ 15 phút, rồi lại đi tiếp đến Vinh hết 2 giờ 35 phút. Hỏi ô tô đó đi cả quãng đường từ Hà Nội đến Vinh hết bao nhiêu thời gian? Rồi các bạn nhìn lên màn hình nào. Đầu tiên quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa đúng chưa? Thì ô tô đó đi hết gì? 3 giờ 15 phút thì đến địa điểm Thanh Hóa. Như nào? Rồi tiếp theo lại đi tiếp đến Vinh. À, đi đến Vinh, trong khi đến Vinh là 2 giờ 35 phút. Hỏi ô tô đi cả quãng đường từ Hà Nội đến Vinh hết bao nhiêu thời gian? À, từ Hà Nội đến Vinh này hết bao nhiêu thời gian? À, vậy thì đối với ví dụ này chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Đối với ví dụ này chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn là thấy là gì đây? Đầu tiên là quãng đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa đi hết 3 giờ 15 phút đúng chưa? Xong lại đi từ Thanh Hóa đến Vinh hết 2 giờ 35 phút. À, vậy thì để tính được quãng đường từ Hà Nội đến Vinh chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì? Đầu tiên là chúng ta đi từ Hà Nội này đến Thanh Hóa hết 3 giờ 15 phút.
Xong bắt đầu lại từ đây chạy tiếp đến Vinh thì hết 2 giờ 35 phút. Hỏi nó đi từ Hà Nội đến Vinh, cả cái quãng đường dài này đi hết bao nhiêu thời gian? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì? Cô mời bạn Bích Trâm. À đúng rồi, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Chúng ta lấy gì? Thời gian chúng ta đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa cộng với lại thời gian từ Thanh Hóa đến đến Vinh, đúng chưa nào? À chúng ta sẽ gì? Thực hiện cái phép tính cộng, đúng chưa? 3 giờ 15 phút cộng với 2 giờ 15 15 phút, đúng không? À vậy thì để thực hiện được cái phép tính này, chúng ta sẽ phải gì? Đặt đặt tính. À chúng ta sẽ đặt tính như sau. Các bạn nhìn thấy ở đây này. Rồi 3 giờ 15 phút và 2 giờ 35 phút. Vậy thì để tính được thì chúng ta sẽ đặt tính như thế này. Đầu tiên là gì đây? Các bạn thấy này, cô đặt tính ở đây này, giờ thẳng hàng với nhau đúng chưa? Phút thẳng hàng với nhau. Thấy chưa nào? À đơn vị nào chúng ta đặt thẳng hàng với đơn vị đó đúng chưa? Đây các bạn thấy này, giờ thẳng hàng với giờ, phút thẳng hàng với phút. Và bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Cộng các đơn vị này thẳng hàng với nhau, đơn vị nào ra đơn vị đó. Phút ra phút, giờ ra giờ. Vậy ở đây chúng ta thấy này, 3 giờ cộng với 2 giờ, 15 phút cộng với 30, 35 phút. À vậy phút chúng ta cộng lại thì bằng kết quả là bao nhiêu? À chúng ta sẽ thực hiện gì? Đơn vị phút ra đơn vị phút, đúng chưa? Lấy 15 cộng 35 thì bằng 5, 50. À vậy 15 phút và 35 phút thì chắc chắn sẽ bằng 5, 50 phút. 3 giờ cộng với 2 giờ thì bằng 5, 5 giờ. À vậy là chúng ta chú ý này, cách đặt như sau này. Đặt đơn vị nào thẳng hàng với đơn vị đó. Rồi thực hiện gì? Cộng từng đơn vị lại với nhau, đơn vị nào ra đơn vị đó. À vậy là 3 giờ 15 phút cộng với 2 giờ 35 phút bằng 5 giờ 50, 50 phút, đúng như nào? À vậy là chúng ta vừa thực hiện trong cái phép tính cộng này, đúng chưa? À vậy thì muốn cộng cái số đo thời gian thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Rồi, qua cái ví dụ thứ hai nào. Qua cái ví dụ thứ hai để hiểu sâu hơn nào. Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết 22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai đi hết 23 phút 25 giây. Hỏi người đó đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian? Rồi đọc lại cho cô một lần nữa nào, Tuấn Khang. Rồi, một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết 22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai đi hết 23 phút 25 giây. Hỏi người đó đi cả hai quãng đường này hết bao nhiêu thời gian? Đây. Đầu tiên là 22 phút 58 giây. Đi thêm một quãng đường nữa 23 phút 25 giây. Người ta hỏi chúng ta là gì? Hai quãng đường này đi hết bao nhiêu thời gian? Vậy theo các bạn chúng ta sẽ thực hiện cái phép tính gì để tìm được cả hai quãng đường chúng ta đi được nhỉ? À, cô mời bạn Phan Anh Tài. À chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng đúng như nào? Lấy 22 phút 58 giây cộng 23 phút 25 giây. Chúng ta cũng sẽ thực hiện giống như cái ví dụ một ban đầu. Chúng ta muốn tính được nó thì chúng ta phải đặt nó về cột dọc đúng chưa? À 22 phút cộng với 58 giây. À 23 phút 45 giây. Và chúng ta cũng sẽ thực hiện gì? Cộng giống như lúc nãy, đơn vị giây ra đơn vị giây, đơn vị phút ra đơn vị phút. Ở đây chúng ta thấy là gì? 45 phút 83 giây. À vậy thì các bạn, 1 phút bằng bao nhiêu giây? Hả? Đổi theo cách nào nhỉ? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì? À lấy 83 chia cho 6, 60 được 1, đúng như nào? Dư bao nhiêu nhỉ? Dư 23. Đúng không? À vậy là chúng ta đổi ra được 1 phút 23 giây. Vậy 1 phút này cộng thêm 45 phút này tổng cộng là bao nhiêu phút? À vậy là hay bằng 46 phút và 23 giây. Vậy là trong cái phép tính cộng này chúng ta còn phải vận dụng gì đấy? Cách đổi đơn vị giống như hôm qua chúng ta đổi đúng chưa nào? À được phần nguyên bao nhiêu cho nó vào đơn vị phút, được phần dư bao nhiêu cho nó vào đơn vị giây, dùng để áp dụng để đổi nó ra. À vậy là khi chúng ta cộng cái phép tính cộng này, nếu như cái kết quả ở giây này mà lớn hơn 60 thì chúng ta phải đổi về cho cô. Được chưa nào? Còn nếu nó nhỏ hơn 60 chúng ta sẽ giữ nguyên. Nếu nó bằng 60
hoặc lớn hơn 60 thì chúng ta phải đưa về đơn vị phút. Số giây này luôn luôn gì nhỏ hơn 60, không được bằng và không được gì, không được hơn, lớn hơn. Hiểu vấn đề cô nói chưa? À rồi, tốt. Vậy là muốn cộng đơn vị đo thời gian thì chúng ta sẽ làm thế nào? Muốn cộng số đo thời gian thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Muốn cộng đơn vị đo thời gian thì chúng ta sẽ gì đây? Thực hiện các bước như sau. Đầu tiên là gì? Chúng ta phải đặt tính chuyển về cột dọc. Thứ hai là chúng ta sẽ cộng từ gì? Từ phải sang trái, tức là từ đơn vị bên phải sang đơn vị bên trái. Nếu như đơn vị ở kết quả mà nó cao hơn thì chúng ta phải gì? Phải đổi. Được chưa nào? Được chưa? Hiểu vấn đề chưa? Rồi, đánh dấu sao đầu dòng lý thuyết. Muốn cộng đơn vị đo thời gian, ta phải thực hiện theo các bước như sau, gồm có 3 bước. Bước 1, đặt tính theo cột dọc. Bước 2, cộng từ phải sang trái. Bước 3, đổi đơn vị ở kết quả nếu có. Nhắc lại cho cô nào, Hà My. 9 tháng cộng 5 năm 6 tháng. Chúng ta sẽ đặt đơn vị tháng ra đơn vị tháng, đơn vị năm ra đơn vị năm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cộng như thế nào đây? Tháng cộng vào tháng, đúng chưa? Năm cộng vào năm, đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ tính phải sang trái. 9 cộng 6 thì bằng 10, 15. 7 cộng 5 thì bằng 10, 12. Vậy bây giờ chúng ta thấy là gì? Một năm thì có 12 tháng, nhưng ở đây tới 15 tháng thì chúng ta phải đổi ra, đúng chưa? Đổi ra. Hay là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng nhỉ? Một năm thì 12 tháng, còn mấy tháng dư? Phúc Lộc nào? Vậy là bằng gì? 13 năm. 3 tháng. Đúng chưa? Vậy các bạn đã hiểu cách làm chưa? Nếu ở đây số 15 nó lớn hơn đơn vị kia, đúng không? Một năm là 12 tháng thì chúng ta phải đổi ra. Hiểu cách làm chưa nào? Rồi, chúng ta đi qua câu tiếp theo nào. 3 giờ 5 phút cộng với 6 giờ 32 phút. Rồi các bạn sử dụng bảng con của các bạn ghi kết quả cho cô nào. 3 giờ 5 phút cộng với lại gì? 6 giờ 32 phút. Kết quả của các bạn là 9 giờ 30, 37 phút. Đúng rồi, chúng ta sẽ lấy gì? 5 phút cộng với 32 phút là 37 phút. 3 giờ cộng với 6 giờ là bằng 9 giờ. Và ở đây chúng ta thấy là gì đây nhỉ? Ở đây, cái đơn vị 37 phút này nó như thế nào đây? 1 giờ thì có 60 phút, mà đây 37 thì chúng ta vẫn chưa đổi ra. Nó nhỏ hơn 60. Rồi, câu tiếp theo nào. 12 giờ. Sao nó cứ tự chạy ra thế nhỉ? Bốn giờ ba mươi lăm phút cộng tám giờ bốn mươi hai phút nào. Được rồi, các bạn bảo bằng con số nào. Ở đây chúng ta thấy 4 giờ 35 phút cộng 8 giờ 42 phút chúng ta sẽ đặt gì? Cột nào thẳng hàng với cột đó, đúng chưa nào? Phút thẳng hàng với phút, giờ thẳng hàng với giờ. Và kết quả là gì? Lấy phút cộng với phút, giờ cộng với giờ là 12 giờ 77 phút. Chúng ta thấy số 77 này nó lớn hơn 60, đúng chưa nào? 1 giờ có 60 phút. Vậy chúng ta đổi nó ra nữa, vậy là bằng 13 giờ 17 17 phút. Rồi, vậy là chúng ta vừa gì? Vừa làm xong các phép tính. Bây giờ chúng ta làm cho cô các phép tính tiếp theo nào. 3 ngày 20 giờ cộng 4 ngày 15 giờ. Nó chuyển qua đơn vị ngày và đơn vị giờ các bạn nha. Một ngày thì có bao nhiêu giờ nhỉ? Một ngày có bao nhiêu giờ? Khang.
À đúng rồi, một ngày có 24 giờ nên là lúc đổi ra chúng ta lúc tính toán ra là chúng ta phải chú ý nha. Nếu lớn hơn 24 là chúng ta phải đổi ra đơn vị giờ à, đơn vị ngày nha. Rồi các bạn tính như cô nào, 3 ngày 20 giờ cộng 4 ngày 15 giờ. À 7 ngày 35 giờ hay 8 ngày 11 giờ. Rồi để xem thử đúng không nha. Kết quả của cô như sau. Bằng 7 ngày 35 giờ và số 35 này nó lớn hơn 24 mà một ngày thì có 24 giờ. Vì vậy cô sẽ đổi ra đơn vị khác, đúng chưa? Rồi, 4 phút 13 giây cộng 5 phút 15 giây. 4 phút 13 giây cộng 5 phút 15 giây. Phút 13 giây cộng với 5 phút 15 giây. Rồi các bạn nhớ bảng của các bạn lên nào. À kết quả của các bạn là 9 phút 28 giây. Rồi để xem thử kết quả đúng không nha. À kết quả của cô là 9 phút 28 giây và cái số 28 này do 1 phút bằng 60 giây nhỏ hơn 60 nên chúng ta giữ những nguyên. 8 phút 45 giây cộng 6 phút 15 giây. À rồi, có bạn thì bằng 14 phút 60 giây, có bạn thì bằng 15 phút. À vậy thì để xem kết quả là bao nhiêu nhá. Rồi, ở đây là 8 phút 45 giây cộng với 6 phút 15 giây. À vậy là nó bằng thế 14 phút 60 giây. À chúng ta thấy 60 giây này chúng ta có thể đổi đổi qua đúng chưa? Vậy là nó bằng 15 phút. Vậy kết quả 14 phút 60 giây hay là 15 phút thì đều được. Nhưng mà vậy nếu như chấm điểm thì điểm này sẽ là không tối đa bởi vì chúng ta phải chuyển về đơn vị 15 phút. Nhớ chưa nào? Nếu như ở đây nó lớn hơn hoặc bằng 60 thì chúng ta phải phải đổi về bởi vì 1 phút thì bằng 60 giây. Vậy 60 giây này nó sẽ bằng 1 phút nữa nên chúng ta đổi về 15 phút. 12 phút 43 giây cộng 5 phút 37 giây. À rồi, các bạn xem kết quả của cô xem giống của các bạn không nhá. Kết quả của cô là gì? 17 phút 80 giây. À, do cái số 80 này nó lớn hơn, đúng chưa nào? À, nên chúng ta đổi ra là bằng gì? 18 phút 20 giây. Tốt rồi đấy, bắt đầu hiểu bài hơn rồi đấy. Rồi, vậy là chúng ta vừa mới đi thực hiện qua một số ví dụ. À, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái phần bài tập 1 tính. Cô có 4 phép tính ở câu A, 7 năm 9 tháng cộng 5 năm 6 tháng, 3 giờ 5 phút cộng 6 giờ 32 phút, 12 giờ 18 phút cộng 8 giờ 12 phút, 4 giờ 35 phút cộng 8 giờ 42 phút. À, cái phần này chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ gì? Muốn cộng số đo thời gian chúng ta thực hiện theo 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ chuyển nó về hàng. Hàng dọc đúng như nào? Rồi bây giờ cô sẽ chuyển phép tính đầu tiên về hàng dọc. 7 năm 9 tháng cộng với gì? 5 năm 6 tháng Đây là những cái ví dụ mà chúng ta đã được thực hiện ở lúc nãy đúng như nào? Bây giờ chúng ta sẽ làm lại. Đặt vào đây thì bây giờ chúng ta cộng như thế nào đây? Bằng gì? 10 15 tháng 12 năm. Rồi, qua cái bài thứ hai, đúng chưa? 3 giờ. Rồi, cô sẽ làm cho các bạn một cái ví dụ để đổi ha. 12 giờ. À, rồi các ví dụ này đều tương tự giống như ví dụ này thôi. Rồi, các bạn thực hiện câu A. Theo mẫu ở đây cho cô. Đặt cột dọc và thực hiện cho cô nào. Ba câu còn lại. Câu đầu cô làm rồi, bây giờ các bạn làm ba câu còn lại vào trong vở cho cô nào. Bài 1 tính. Câu A làm ba câu còn lại vào trong vở. Câu mẫu cô làm rồi, các bạn không làm nữa. Giờ các bạn đặt tính ba câu còn lại vào trong vở. Và gì? Mỗi cái này các bạn nhé. Đặt hai cột cho cô nha, có thể đặt được hai cột đấy. Nếu bạn nào muốn sạch đẹp hơn thì đặt một cột chưa. Rồi, vậy phép tính thứ hai là gì? 3 giờ 5 phút cộng 6 giờ 32 phút.
3 giờ 5 phút cộng với gì? 6 giờ 32 phút. À, chúng ta sẽ thực hiện cái phép tính cộng ở phút này trước, đúng chưa? Bằng bao nhiêu phút đây? À, 77 phút. Rồi tiếp. 12 giờ. Rồi bây giờ. À, đúng rồi. Chúng thấy thấy 77 phút này thì số 77 này nó lớn hơn 60, bởi vì 1 giờ bằng 60 phút. Và chúng ta có thể đổi ra là hay. Hả? Cái mic của con làm sao vậy? Nói lại đây nào. À, 13 giờ bao nhiêu phút? À, 17 phút. À, vậy là hầu hết các bạn đã gì? Đã thực hiện được cái phép tính cộng số đo thời gian rồi, đúng chưa? Rồi. Chúng ta qua câu tiếp theo, đó là câu B. Rồi các bạn thực hiện câu B vào trong vở cho cô, tương tự như câu A. Các bạn thực hiện câu B vào trong vở cho cô nào. Lần đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến viện bảo tàng lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến viện bảo tàng lịch sử hết bao nhiêu thời gian? Đọc lại đề bài cho cô nào. À, Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô từ từ đó đến bệnh viện bảo tàng à, đến chỗ viện bảo tàng lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến viện bảo tàng lịch sử hết bao nhiêu thời gian? Đây, từ nhà đến bến xe là hết 35 phút. Rồi, tiếp theo là từ gì? Từ bến xe đến viện bảo tàng hết 20 giờ, 2 giờ 20 phút. Người ta hỏi là bạn Lâm đi từ nhà đến viện bảo tàng hết tổng cộng là bao nhiêu thời gian? À, vậy thì để tính được thời gian mà bạn đi từ nhà đến viện bảo tàng, chúng ta sẽ làm phép tính gì nhỉ? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm phép tính cộng, đúng như nào? À, vậy chúng ta sẽ lấy bao nhiêu cộng với bao nhiêu? Chúng ta thực hiện phép tính cộng nào ở đây? Bích chấm. À, chúng ta sẽ lấy 35 phút cộng với 2 giờ 20, 20 phút. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải như thế nào nhỉ? Thời gian mà Lâm đi từ nhà đến viện bảo tàng lịch sử là lấy gì? 35 phút ban đầu cộng với 2 giờ 20 phút này thì sẽ ra kết quả. Chỉ là một lời giải, một phép tính và một đáp số. Được chưa nào? Rồi. Hoàn thành bài tập số 2 này vào trong vở. Rồi, công việc của các bạn là gì? Về nhà. Các bạn thực hiện vở bài tập toán bài cộng số đo thời gian. Thứ hai nữa là gì? Học phần lý thuyết của bài gì? Muốn cộng số đo thời gian chúng ta sẽ làm như thế nào? Được chưa nào? Nhớ bài tập của mình chưa? Rồi, bây giờ các bạn làm xong bài chụp gửi cho cô để cô chấm.